Hello các bạn, mình tên là Bunny. Và một lần nữa thì Bunny muốn chúc mừng năm mới cho các bạn nha. Và trong cái clip makeup của ngày hôm nay thì Bunny sẽ dạy cho các bạn cách làm makeup giống Miu Lê trong bộ phim Em là bà nội của anh. Và các bạn nên nhớ rằng nha, Bunny không phải làm cái clip này để mà nói rằng Bunny giống Miu Lê hay là cái gì đó. Nhưng đây chỉ là một cái inspired look để mà Bunny làm để mà chỉ cho các bạn cách mà Miu Lê làm kiểu makeup đại khái là như vậy đấy, trong cái bộ phim Em là bà nội của anh. Và Bunny lấy cái tấm hình á làm cái preference từ Facebook của Miu Lê xuống để mà làm hình mẫu. So yeah, còn chuyện gì nữa, Bunny sẽ bắt đầu cái video này luôn nha. Hello, xin chào các bạn. Ok, trước tiên hết, và điều đầu tiên mà Bunny sẽ làm thì Bunny sẽ dùng nước khoáng của Tony Moly và Bunny sẽ xịt nó để mà dưỡng ẩm lên cái khuôn mặt của Bunny trước. Và cái nước khoáng này các bạn cũng có thể xịt trước và sau khi make up. Bước thứ hai thì Bunny sẽ dùng BB cream của Humisha để mà đánh lên cái khuôn mặt của Bunny. Và các bạn đừng như Bunny nha, lấy một ít thôi tại vì Bunny lỡ nặng tay một tí và cũng hơi tiếc của, cho nên thoa hết lên khuôn mặt của Bunny luôn. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng ấy, thoa một ít lên khuôn mặt thôi chứ đừng như Bunny thoa cái đống lên nhìn ghê quá. Và rồi bây giờ thì Bunny dùng son dưỡng môi để mà dưỡng lên cái môi của Bunny. Bước kế tiếp thì Bunny sẽ dùng kem lót mặt để mà lót lên cái khuôn mặt của Bunny. À lộn, kem che khuyết điểm chứ lộn, để mà che khuyết điểm lên cái khuôn mặt của Bunny. Sorry các bạn nha, hiện giờ ở bên đây nó cũng đã khuya rồi và Bunny buồn ngủ lắm rồi. Nhưng mà ráng làm cho nó xong cho nên nói lời nó hơi bị lẹo lưỡi và sai một chút. Nhưng mà bước tiếp theo thì Bunny sẽ dùng bột phấn và Bunny sẽ phủ một lớp mỏng lên cái khuôn mặt của Bunny. Và rồi bây giờ thì Bunny sẽ dùng kem lót mắt để mà lót lên cái khuôn mặt của Bunny. Và bây giờ thì Bunny sẽ dùng cái cây bút kẻ lông mày màu xám để mà kẻ lên cái lông mày của Bunny. Và kỳ này thì Bunny sẽ kẻ cho nó tự nhiên thôi, cho nó giống Miu Lê. Bước tiếp theo thì Bunny sẽ dùng bronzer để mà đánh sống mũi và Bunny sẽ làm contour cái khuôn mặt của Bunny á, để cho khuôn mặt của Bunny nhìn nó hớp và dài ra hơn một chút, cho nó giống như là ca sĩ Miu Lê vậy đó. Và bây giờ thì Bunny sẽ highlight lên các khuôn mặt của Bunny. Và cái bước đầu tiên của con mắt thì Bunny sẽ dùng cái màu được mang tên là Anaheim. Và Bunny sẽ dùng cái màu đó để mình đánh lên hết các khuôn mắt của Bunny. Tiếp theo thì Bunny sẽ dùng cái màu blonde để mà highlight lên cái chân mày của Bunny. Và Bunny sẽ dùng cái màu zone để mà đánh lên cái hốc mắt của Bunny. Còn bây giờ thì Bunny sẽ dùng cái cây bút kẻ mắt màu trắng để mà kẻ bên trong cái góc mắt của Bunny. Sau đó thì Bunny sẽ dùng cái màu 1987 để mà đánh lên trên cái màu dây dầu trong cái góc mắt của Bunny.
Và Benny sử dụng cái cây bút kẹ mắt nước màu đen bằng marker. Like, marker là gì ta? Giống như là cái cây bút mà là dạng lông, bút lông. Yeah, để mình kẻ lên cái con mắt của Benny. Sau đó thì Benny sẽ dùng lại cái màu zone để mình đánh ở dưới cái mắt nước của Benny. Và cái cách mà Mueller hay kẻ mắt viền mắt mà ở dưới á, thì Mueller sẽ kẻ nó giống như là cho hai cái liner ở trên với lại ở dưới á, cho nó tẻ ra. Benny không biết giải thích sao nhưng mà Benny hy vọng các bạn sẽ nhìn cách Benny làm để mình hiểu nha. Và khi mà trở về hai bước cuối của khuôn mặt á, thì Benny sẽ dùng hai cái loại son để mình đánh lên môi của Benny. Và sau đó thì cái look này đã xong. Và Benny rất cảm ơn các bạn vì các bạn đã bỏ ra một ít thời gian để mình xem cái video này của Benny nha. Một lần nữa thì Benny muốn chúc cho các bạn một câu Happy New Year, chúc mừng năm mới nha. Và yeah, Benny phải đi đây. Và Benny hẹn gặp các bạn trong cái video lần sau của Benny nha. Bye bye.